Thật sự may mắn. Tôi mong chờ bạn vô bài Con Heo Đất để tôi được nghe. Nhưng rất tiếc. Để chút vô em hát đi. Rồi. Và bây giờ hãy đến phần nhận xét. Xin mời Đức Hoàng Phúc ạ. Ngay từ đầu thì Phúc đã thích cái giọng hát của bạn rồi. Bạn đã thể hiện, Phúc thấy là trọn vẹn. Chỉ trọn vẹn bài hát. Tôi thấy là bạn đã khá may mắn khi mà lại cũng chọn được một bài hát Anh ngữ nữa. Nhưng mà đồng thời cũng lại không có may mắn, bởi vì là bạn cho tôi thêm một cơ hội để mà nhận ra là bạn hát tiếng Anh không rõ, thành ra rất khó để mà biết nó đúng hay sai. Không phải là vấn đề em đọc tiếng Anh không hay, mà đúng là vấn đề em bị thiếu chữ. Nhưng mà ở bài này thì em xử lý rất là tinh tế, cách bỏ nhỏ hay là lên giọng gió rất là tinh tế. Tinh tế kiểu giống như là một ca sĩ đi hát lâu năm, ca sĩ chuyên nghiệp. Thấy tự hào bởi vì bạn đã nhận được 84 lượt bình chọn.